một chưa đã cái nư tôi đang bấm cho em trên này. Còn ở đây sẽ là cái gì cái chế độ cho mình là thư giãn nè, để mà mình dèo vào giấc ngủ mình sâu hơn. Đúng rồi. Tôi nói gắn lên đầu cái là muốn nằm. Cái gì vậy bà nội? Đúng rồi, không gắn lên đầu bà, gắn lên vai. Em gắn lên đầu thử cho chị coi. Gắn lên vai em nha. Rồi tôi gắn lên đầu hiểu lầm tròn tròn. Tròn tròn Việt Nam, tròn tròn thôi. Tròn tròn nha. Hôm nay có 1.520k thôi chị nha. 1 triệu 520k. 1 triệu 520k. Cả nhà ơi, đặc biệt là những bạn nào ví dụ như là lái hay lái xe cũng rất là cần, đặc biệt chạy deadline hay cuối gù xuống. Nhân văn phòng. Đúng rồi, đưa nhân văn phòng. Rồi mình hay cuối gù xuống. Lướt điện thoại, đúng rồi, chính xác là lướt điện thoại. Rất dễ bị đau cái phần đầu cổ vai gáy nên có một em này nha. Mình đã mua đến em thứ hai ở nhà rồi nhưng mà không có quà. Còn ngày hôm nay có riêng mini game cho tất cả người xem của kênh Baby Combo Home. Đó là nếu mà cả nhà đã chốt đơn cái em này rồi thì mình sẽ comment chữ Philips có S ở cuối cùng thì mình sẽ có cơ hội nhận được thêm một em máy đây nữa. Nó tên gì quên rồi. Súng massage. Ủa gì vậy? Máy massage cầm tay. Máy massage cầm tay. Lớn tiếng đâu sao. Ai lớn tiếng đâu sao. Ai cũng có sai lầm hết. Chỉ là lỡ. Hiểu lầm thôi. Hiểu lầm thôi. Một ký. À không chấm một ký ba. Bây giờ là chị cho em xin một sự trải nghiệm nha. Ok. Đây. Sao chị cảm thấy như thế nào? Chị thấy nhẹ nhàng, nhẹ như lông hồng vậy đó. Đúng rồi. Ký ba các anh chị, mà nó sẽ ngay cái phần vai này, nó sẽ là có thể là nó massage cái phần vai các anh chị tốt ha. Cập nhật thông tin. Sao? Không cần phải là đơn hàng một cái máy massage. Mà là các sản phẩm của Philips trong giỏ hàng ngày hôm nay. Các chị mình chốt đơn đều quá đã. Hội được tặng thêm một cái máy massage cầm tay. Hiện tại. Đã giờ. Thế là chỉ cần là sản phẩm của Philips trong giỏ hàng của chị cô buôn ngày hôm nay. Chốt đơn xong để lại comment là Philips có S là đều sẽ có cơ hội may mắn nhận theo cái máy massage cầm tay. Philips có S mọi người ơi, một chữ L, một chữ S. Đúng rồi. Chị lót được chưa? Dạ. Lót được rồi nhưng mà chị hơi bất ngờ tặng gì tặng giữ cái này cả chị này. Ừ đúng rồi. Ghê vậy. Ủa, sao nãy chị không bất ngờ vậy, chị bất ngờ. Bạn hỏi là sao? Bạn mình mua thấy 1 triệu 7 máy. Đây. Đây. Nè, 1.520 nè. 1.520 chiếu vô. Lấy voucher luôn nha. Lấy nét. Không lấy được. Chị bạn thấy giá là cao không? Đó, lấy được rồi kìa. Chơi lại. Đó tài khoản của em. Nhắc đi ngủ. Đến giờ đi ngủ rồi đó. Đến giờ đi ngủ là tới giờ lắp cái máy vào. Đúng rồi. Nếu em mua máy cầm tay thì có được tặng thêm không? Nếu bất kỳ sản phẩm nào của Philips. Philips là ok. Là đều có quà hết. Ồ biết đâu bạn hơn là bạn được hai cái máy luôn. Cái máy massage ok nè. Mà vậy em mới để ý cái máy massage cầm tay này nó còn có mấy cái đầu khác nữa nè cả nhà. Này. Bảy đầu tất cả. Lấy mã như thế nào? Góc trái màn hình. Đây, phía bên đây, phía bên đây. Có cái hình mà tem tem mà lem lem mà nhem nhem đó. Bao thương màu hồng đó. Bao lì xì bao chờ bà ơi. Ok. Rồi tặng ngẫu nhiên dạ đúng rồi chị Thái Ngân đúng ơi. Mình chốt xong sản phẩm của nhà Philips ha. Comment cho em chữ Philips có S giùm em và tụi em sẽ chọn ra khách hàng may mắn để tặng. Đây. Ôi cái phần quà này hết hồn luôn á. Có bao nhiêu đầu? 7 đầu. 7 đầu thôi. Các bạn hãy đọc lỗi kỹ thuật đi. Quá mạnh. Cái 7 đầu tất cả. Đúng rồi. Trong test nè, còn giữ bình thường nha, giữ bình thường. Khoan, cái này gắn được. Nhưng cái đầu ra em nghĩ là nên chốt cái máy này về nè. Nó sẽ nên là chốt thật sự mà. Mình rảnh tay đây nè, ví dụ đây là chị Bô. Đó, chị Bô thấy không? Đúng. Bây giờ rồi. Chị Bô chỉ cần là chị cần là đeo vô luôn. Thật ra thì chị thường là cầm ở tay thì mình sẽ luồn cái ngón tay vào đây nha cả nhà. Đó. Còn nếu mà cả nhà muốn là rảnh tay thì mình sẽ cột vào đằng sau. Luồn ra sao giùm em luôn ha. Cái đọc sách ra đằng sau mình có thể là điều chỉnh được luôn ấy. Và cái tay chạy xe mình vẫn xài được. Đó, cái tay bấm tiếp. Đó, bấm tiếp. Bấm chút đơn tiếp. Mini game là phải có đơn đúng không ạ? Dạ đúng rồi. Không phải có đơn và phải comment Philips có S. Đúng rồi. Phải có đơn của Philips mới được nha. Đúng chính rồi. Hãng phải không shop ơi. Chính hãng đảm bảo xin chính hãng. Tôi xin chính hãng bả luôn mà tôi là người đi xin deal luôn đó cả nhà. Thiệt sự. Ok lắm nha, bởi vì hồi nãy là vô coi là 1.8 triệu. 1.8 triệu trong bản thân chị mua cũng vậy. Đúng không? 1.7 triệu hơn gần 1.8 triệu, mà hôm nay chị có 1.520 triệu. Em nghĩ là 599 nhưng không 520 luôn. 10 điểm luôn, giúp giùm em nha các chị nha. Chị Linh Smile đổi account đi chị. Dạ. Đổi qua cho em account khác nha chị nha. Bảo hành 12 tháng nha, bảo hành 12 tháng. Nặng 1.3 kg. Đó. Đó. Những bạn nào mà sợ là mình bị cái u rùa giống như là trong những cái video mình đã từng chia sẻ, hãy có một em này đi cả nhà ơi, thật sự rất là đã luôn. Chị Linh không có account khác thì chị chia sẻ thử phiên like cho bạn bè người thân đi. Ví dụ là bạn ơi, chia sẻ cho bạn phiên like mà kiểm tra tôi cái deal tôi đang ghi bao nhiêu sàn. Đúng rồi. 1 triệu rưỡi, 1 triệu 520 dứt liền tôi nha. Đúng rồi. Mã có deal nữa không chị? Mã
Bao nhiêu điểm một bao hiểm? À một con mà. Để em xem có giá tốt trong giá hàng luôn á chị Trâm. Có giá tốt, hết like là sẽ hết giá tốt đó nha. Cho nên cả nhà ơi, nhanh nhanh chóng giá tốt thì mình phải chốt đơn. Quay lại câu chuyện lần nữa nè. Lên cái điều may mắn cho mấy chị. Tất cả các anh chị mình đang chốt đơn có sản phẩm của Philips. Sau đó để lại comment là Philips có S thì đều rung sẽ có cục may mắn này nhận được thêm nhiều một điểm máy nè. Massage cầm tay ha. Trị giá máy massage cầm tay gần cả triệu lận. Đúng rồi. Chị ơi. Đó. Mọi người tính ở đây nè. Tiếng đó không ạ? Đúng. Rất dịu nha. Đó, nó vô được ngay cái cần cổ nè. Đó. Chị thì cái này là ở đây nè bé. Đó. Đó. Vậy mà làm việc đi chị ơi. Đúng rồi, phải vậy thôi. Vậy mà đối diện với cuộc sống đi chị. Cơm áo gạo tiền đi. Đó, ngay cái cần cổ nè. Rất là nhiều đầu massage luôn để mọi người có thể phù hợp với từng nhóm cơ trên cơ thể ha. 1.520.000 anh chị nào đã săn rồi thì comment cho em chữ Philips có S nhá. Và tụi em sẽ chọn ra khách hàng may mắn để mà tụi em tặng thêm quà. Ừ. Và anh chị mình nên có, bởi vì cái máy này ngoài việc là có thể làm massage ngay phần cổ vai gáy cho anh chị, có thể massage ở phần lưng được. Ừ. Hoặc là phần bắp tay hoặc là phần bắp chân được luôn ha. Thiết kế 6 điểm chạm cho anh chị mình luôn ha. Nên là nhanh chóng mình lên đơn giùm em nhá. Đúng rồi. Thời đại kinh tế khó khăn thì làm nhiều quá thì nên mua cái máy về. Chị muốn thử cái này đúng không? Đúng vậy. Ừ. Nếu mà cuộc sống quá khó khăn thì nên mua một chiếc máy massage của Philips. Gì vậy? Mà để giúp cuộc sống của mình được dễ dàng. Đau cuộc cuộc sống Gen Z rồi đó. Đúng vậy, điều đó không chắc chắn là cuộc sống sẽ dễ dàng hơn nhưng mà chắc chắn là sẽ đỡ đau hơn. Sẽ đỡ đã nữa, sẽ đã nữa. Nào tới mấy chiếu, đợi xíu, lát nữa chị sẽ lướt màn hình hả? Lát nữa, đúng vậy. Ừ. Tới khi nào ta, tới khi nào ta? Tới khi nào? Em có cái điểm chạm đi. Bây giờ đang là 313 xe, bây giờ tôi muốn phải được 350. 350? Ôi, nhanh lên lắm đó, 500 đi. Trời ơi, 500 chắc mình ngồi đây tới sáng. 10 giờ. Ok, 10 giờ chốt luôn. 10 giờ chốt luôn. Bây giờ mọi người phải chốt đơn trước nha. Chốt đơn sản phẩm trong chốt đơn sản phẩm có của Philips. Đúng rồi, của Philips. Của Philips là có comment chữ Philips có S ở đằng sau vào đúng trong vậy. Cái phần đó là lát mình mới lướt được nha. Chính xác, Philips một chữ L, một chữ S. Chị like đồ bộ chưa? Like rồi. Nhưng mà vẫn còn ở trong giỏ hàng á cho nên là cả nhà cứ lướt nha. 299k là giá thường bán đồ bộ và ít hơn 299 nhất luôn giùm em nha. Đúng rồi. Rồi, 6 anh chị đang mua hàng, dạ mua lẹ giùm em, mua về mình xài cũng được rồi mình mua. Em này là nên có nha. Nên có ở trong tủ nha, bởi vì em này quá ok luôn cả nhà ơi, rất là thích luôn. Mà hôm nay có voucher trợ giá trong live của chị Bu nha. Đúng rồi. Giá tốt thì mình chốt đơn, giá tốt thì chốt đơn. Đó, chốt đơn liền nha. Mua một mà nhận hai nữa. Đúng rồi. Quá đã. Thêm mấy massage cầm tay. Đúng rồi. Với bất kỳ lơ đơn Philips nào có ở trong giỏ hàng thì cả nhà hãy ngay lập tức là comment chữ Philips để lát nữa có cơ hội nhận được thêm một em massage đa điểm này nữa nha. Mà thật ra cái pin của cái này rất là trâu luôn nha. Ừ, sao mà mình chị chưa thấy chị phải cho sạc lại luôn á. Tháng trời và sạc nữa là cổng USB-C ở ngay đây. Đó. Sạc bằng cái dây tai C luôn, brand sẽ đi kèm. Tuy nhiên nếu mà mình mất thì bây giờ tai C nó cũng đang thuận. Đúng rồi. Cũng không lo lắng. Đúng rồi. Đó, lên đơn giùm em nha, sạc cho anh chị mình là mình sẽ sử dụng liên tục luôn, sẽ tầm khoảng là 1 tiếng rưỡi 90 phút. Còn mình ngắt quãng thì mình có thể xài được rất là nhiều ngày. Bản thân chị á nha, thì chị thấy bởi vì đây là một cái máy massage đa điểm cho nên là mình nên xài trong vòng khoảng 20 phút cho đến 30 phút thôi. Còn lại thì thời gian mình sẽ dùng để nghỉ ngơi, chứ nếu mà mình dây quá nhiều vào trong một cái bộ phận thì nó cũng không có tốt. Nên là cái khoảng thời gian khi mà mình sạc cái này xong mình xài được rất là lâu luôn đó cả nhà. Đúng. Rồi lên đơn giùm em nha. Lên đơn, lên đơn. 10 phút là chúng ta sẽ diễn ra mini game nha. Đúng rồi, đúng rồi. Buồn ngủ nguyên ngày hả bà? Vậy thì mua liền chứ. Đúng rồi, mua cái này để ngủ em xong mua cái này tỉnh nha. Làm thay là mua nguyên combo bộ đó. Trời ơi, đã vậy ta. Mua massage nè, đúng cái combo rồi. Thêm mấy massage nữa. Đúng rồi, quá đỉnh luôn bạn ơi. Chỉ còn 10 phút là mini games và cả nhà ơi, thể lệ của mini games là chúng ta phải có chốt một cái đơn đến từ nhãn hàng Philips và sau đó comment chữ Philips một chữ L một chữ S. Cá nhân chị đã từng mua hai cái máy này, chị thấy là cái giá 1.520.000 quá tốt, rất là luôn. Tốt luôn á. Bình thường chị mua giá 1.700.000 ít ít thôi à, mà thấy giá tốt thì mình phải chốt đơn. Mã 1 thì sẽ là cái máy massage cầm tay nha anh chị nhé. Đây sẽ là máy massage cầm tay, bao gồm cho mình hai chế độ massage nè, 7 cấp độ điều chỉnh và có tới 6 đầu chuyên dụng để massage. Đúng rồi. Nếu mà mình ở nhà mình ví dụ mà mua cái máy này mình thấy giá nó hơi nhỉnh thì mình qua cho em là cái máy massage cầm tay cũng được các anh chị. Đúng nha. Rồi. Rồi mã 1 giùm em nha các anh chị nhé, miễn là có sản phẩm của Philips xong rồi quay lại cho mình cho em chữ Philips có S nữa. Đúng rồi. Mã tư vấn cho em mã 1 là nào? Là cái mã máy massage cầm tay đó. À rồi. 6 đầu massage. Có 6 đầu massage, đặc biệt là những cái điểm nào
nào mà mình đi tập gym về hay là mình cần phải giải cơ á, thì các em này giải rất là tốt luôn á. Mà đặc biệt là có rất là nhiều những cái sản phẩm này ở trên thị trường với nhiều nhãn hàng. Nhưng mà chị nghĩ đối với lại từ trước đến giờ đối với người tiêu dùng giống như tụi mình á, thì Philips luôn có một cái chỗ đứng nhất định về uy tín. Nên là mình cứ mua em này trước, sau đó là quan trọng nhất là cái chế độ bảo hành của nhãn hàng rất là tốt. Trong vòng bao lâu ta? Dạ 12 tháng nha. 12 tháng nha, cho nên là cả nhà cứ yên tâm vì em đó là hàng chính hãng nha. Ok Thái Ngân ơi, mã số 1 này là sẽ có nhiều đầu massage cho mình nha. Thêm nữa cái chân nè, sẽ là chân chống rung. Có nghĩa là trong quá trình mình sử dụng á, nhiều khi bây giờ cái tay mà những sản phẩm nào đó nó không có đảm bảo, nó không chế độ chống rung, mọi người sử dụng xong hồi nữa bắt đầu tê cái tay còn lại luôn. Cái tay này xong mới bắt đầu đã quá tê luôn, cảm giác còn bị rung rung đó. Thì đây sẽ có cái chân đế silicone và sẽ là chống rung cho mình ha. Đầu ngoài ra là sẽ có nhiều cường độ để mọi người có thể lựa chọn, là nhấn giữ nó sẽ bắt đầu hoạt động, nhấn thêm tăng độ, nhấn thêm đã tăng nha độ, nhìn thôi mà thấy đã nha. Mọi người muốn nhìn rất là chắc chắn tinh tế. Ok không? Và có nhiều đầu massage khác nhau để phù hợp với từng nhóm cơ trên cơ thể luôn. Nhiều hôm vị nay, trí bộ phận luôn. Hôm nay trong live chỉ còn có giá là 790 mấy sen thôi, hồi ông bà. Rớt rồi. 1,7 triệu mà giảm chỉ còn giá 7, có nghĩa là giảm cả triệu luôn á. Giảm cả triệu luôn, nên là anh chị mình tranh thủ mình lên đơn nha. Đúng rồi. Thái Ngân ơi, tranh thủ chút ngay để lại liền cơ mình là Philips có S nha. Đúng rồi. Sau đó mình sẽ có cơ hội nhận thêm chiếc máy nữa. Mua 1 nhận 2. Đúng rồi, quá đỉnh luôn. 10 điểm. Đỉnh cao, đỉnh cao. Đỉnh cao, đỉnh cao nha. Nên là mình thấy mình muốn mua mà ví dụ như là mình có điều kiện một xíu thì nên mua cho em mã 2. Bởi vì cái mã 2 thật ra là đã giảm khá là nhiều các anh chị mình. Còn nếu như mình muốn mua là vẫn thích massage đó, vẫn là thương hiệu lớn đó, nhưng mà muốn giá thành mềm mại thì cứ dùng cho em mã 1 nha. Rồi 8 phút nữa là em chuẩn bị chọn khách hàng, và khách hàng chỉ cơ mình có chị Hồng Vân, cơ mình chỉ Philips thôi. Đúng rồi. Trời ơi, cơ mình liên tục cho em chữ Philips sau khi có đơn nha. Bởi vì tụi em còn tặng thêm một chiếc máy massage nữa. Tôi thấy Hồng Vân rất là thú vị. Khoảng lặng riêng mình để quay vòng vòng trên bàn vui lắm chị, rất là đồng. Dạ đúng rồi. Đầm nó êm. Hôm nay nhiều từ quá, hôm nay tôi được mở mang kiến thức quá. Update, update. Rồi lên đơn lên comment giùm em nha. Ước chị thì comment quá, oh my god luôn á. Trời ơi mọi người ơi, comment nhanh tay lên chị Hồng Vân. Rất là xứng đáng nha. Chỉ còn 7 phút thôi. Nghe nói mọi người là tới 10 giờ bắt đầu mình mới là lựa người may mắn, cái bắt đầu đúng gần kém một phút mọi người comment quá trời. Comment quá trời luôn. Rồi nè. Đó, có đơn giùm em nhé, bởi vì brand sẽ có check đơn của mình nha các chị. Đúng rồi. 10 giờ trước 10 giờ. Đúng vậy, đúng chính tả nha. Rất quan trọng, rất quan trọng. Đúng rồi. Philips một chữ L và có chữ S ở đuôi. Đúng rồi, chứ Philips không là không được nha. Rất quan trọng. Đúng rồi. Cả nhà ơi, em này là xứng đáng có trong tủ của tất cả mọi người luôn, bởi vì cứ đến buổi chiều tối là chúng ta cần phải được thư giãn, massage đầu cổ vai gáy, hãy rin em này về ngay lập tức về luôn nha. Mấy anh chị mình nằm mình cũng có thể dùng được máy, và cả việc mà mình massage lưng cũng được các anh chị. Anh chị là hai việc đi đâu ngay cái phần xương sống đúng đó, rồi. Thì có thể dùng được cho em cái máy này luôn nha. Rồi nhanh chóng mình lên đơn cái máy mà em đang để là cái mã 2, em ghi chị mình mã 2 nè. Mã 2 giùm em luôn nha. Rồi hồi nãy brand báo là bao nhiêu? 1,8 triệu, nhưng mà hiện tại trong live em không biết tại sao còn có 1,5 triệu thôi. 1,520 triệu. Quá tại đỉnh luôn nha nhà ơi. Tại sao? Hôm qua mình làm teaser là cũng 1,8 triệu đó, mà ngày hôm nay chỉ còn có 1,520 triệu. Quá đỉnh. Đó, tặng cho ông, về tặng cho ba mẹ đó, trời cảm động. Ba mẹ, ông bà, anh chị em đó. Đây, đây. Tự thưởng cho bản thân. Đúng đó, phải tự thưởng cho bản thân một cái. Chạy deadline dữ quá mà. Chúng ta yêu gia đình và cũng phải yêu bản thân. Ai mà cái lúc mình đang kém tự tin. Massage cái tính hẳn rồi. Rồi, vô liền, không tự tin liền. Đi vô liền, không tự tin. Đặt máy đáo được tặng kèm không mà. Dạ, đặt cái máy hiện tại em đang ghim là đang có voucher giảm thêm. Từ 1,8 triệu giảm trong live còn 1,520 triệu. Nhưng sau khi có đơn hàng của Philips, quay lại cho mình xem chữ Philips có S, em sẽ có tặng thêm phần quà đặc sắc cho mình nữa nha chị yêu nha. Đúng rồi nha. Rồi bạn yên tâm, các sản phẩm của Philips đều sẽ có bảo hành nha. Và mã đang ghim sẽ là bảo hành 12 tháng luôn ha. Bảo hành 12 tháng nha cả nhà ơi. Rồi lên đơn. Rồi chị Thái Ngân đã đặt luôn, cảm ơn chị Thái Ngân nha. Cơ mình giùm em là liên tục chữ Philips nha các anh chị nha. Cảm ơn Thái Ngân nhiều nha. Có 2 cấp độ điều chỉnh với 3 chế độ massage nha. Bảo hành 12 tháng. Cho nên là cả nhà cứ yên tâm, chỗ em này nhìn thôi mà cũng đã thấy rất là đã rồi đó cả nhà. Như vậy các anh chị mình sợ hơi nặng nhưng mà thật ra đã lắm nha. Đặt có cái máy ba thôi, tả rồi. Chỉ có 1 kg mà thôi. Chỉ có 1 kg thôi cả nhà ơi, nó giống như là một chai coca vậy đó, nhẹ hơn. Lít coca bự, lít rưỡi. Chai coca bự. Ồ, nhẹ hơn. Nhẹ hơn chai coca luôn. Đúng. Rồi lên đơn giùm em đi các anh chị nha, bởi vì bây giờ còn bao nhiêu phút nữa? 5 phút. 5 phút nữa. Chỉ còn 5 phút là chuẩn bị có mini game của Philips nha cả nhà ơi. Vâng. Ở đây phải có 3 cái máy cho ba chị mình ngồi đặt cái máy vô là ngủ. Rồi, đặt vô là ngủ giống như là sau tôi sẽ hợp tác với lại nhãn hàng cung cấp giường. Nệm luôn, nệm luôn. Bây giờ có đồ rồi nè, có đồ bận. Đúng vậy, tuyệt vời. Sẵn sàng để nằm ngủ ở đây luôn. Đúng vậy. Comment liên tục nha, 4 phút nữa là bắt đầu mình check mini game rồi. Random một anh chị may mắn sẽ nhận về
một chiếc máy massage cầm tay nữa. Đó. Tính ra ví dụ mà ở trên của mình massage cổ vai gáy, ở dưới massage cơ chân. Trời ơi. Là ngay cái bắp chân của mình đó. Đúng rồi. Massage tại nhà, rồi. Đúng rồi đó. Đúng rồi. Đỡ phải đi ra ngoài luôn. Đúng luôn, đỡ tốn xiền. Bởi vì thường á là mình sẽ tranh thủ lúc mà đi gội đầu cuối tuần á là mình sẽ bảo các bạn là các bạn ơi giúp mình dây ở ngay cái huyệt cổ vai gáy. Thì bây giờ nếu mà hôm nào không thể đi gội đầu được, mình tự gội ở nhà hoặc là mỗi buổi tối chạy deadline xong á thì đây, em này rất là thích hợp nha cả nhà ơi. Đó. Là ai hướng nội đó, ông thích ra ngoài đúng đó. Đúng rồi, chính xác. Không thích người khác đụng vô người mình. Đúng em rồi. Chị Linh đã mua được rồi đó, chỉ hoành lại chiếc công bằng Philips rồi kìa. Chị Linh mà hồi nãy điện 1.7 triệu đó. Chị. Chị được chưa? Chị ơi, chị chốt bằng mã nào? Alo, chị chốt bằng tài khoản nào? Chị phải lấy tài khoản đó chị comment nha. Đúng rồi, để cho brand còn có thể kiểm tra được cái đơn hàng của mình. Chị còn có 3 phút mà thôi, 3 phút mà thôi. Nhưng vẫn bị 1.7. Ủa chị Linh đọc, chị Linh chia sẻ phiên. Ủa sao vậy bà? Sao vậy bà? Mới bị 1.7 nhưng mà không có tài luôn. Là bất chấp luôn. Là bất chấp luôn. Chị chốt chưa? Chị chốt chưa? Là chốt chưa bà Linh ơi? Đó. Dễ thương quá. Thương quá. Thương quá đi. Nhưng mà chưa ưu tiên đồ, tuy nhiên là chị có thể là mình cân nhắc mình chia sẻ phiên like cho bạn bè người thân thử giùm em nha. Mà thật ra là từ 3 triệu. Chị Linh nói là mình chỉ có một nick duy nhất thôi mà vẫn ủng hộ mọi người. Cảm ơn Linh nhiều. Cảm ơn chị Linh nha. Rồi nhanh chóng giùm em, bởi vì còn 3 phút cuối cùng nữa là tụi em sẽ có vị khách hàng tặng kèm thêm cho mình là một cái máy massage cầm tay nha các anh chị nhé. Đúng rồi. Và máy massage cầm tay 2 chế độ massage. Coi như là mua một được hai đó, là mua một được hai, là một em cổ vai gáy mà được tặng thêm một em máy massage cầm tay, có 6 đầu tất cả đó. Rất đầm, rất đầm. Giống như bạn nói, giống như bạn nói đó, sao dòng dòng. Uy tín không ạ? Không uy tín nha. Uy tín cái mã này là anh chị mình chốt cho em mã 1 nhá, qua ghi cho em mã 1 luôn. Đây. Anh chị nào mà mình muốn mua máy massage mà cái giá nó nhỉnh hơn một xíu, cái giá nó là nó mềm mại hơn một xíu thì dùng cho em mã số 1 các anh chị nhá. Mã số 1 của bên em đây, mua mã 1, được. Helen ơi, được nhá, Hiền Trần chứ, chị Hiền Trần được nhá, chị Hiền Trần nhá. Rồi các chị ơi, mình comment liên tục luôn, bởi vì mình sẽ random, mình vút xong mình chọn bất kỳ. Không biết là có trúng cái khoảng là có tên của mình hay không, không có sản phẩm có tên mình comment hay không. Nên là mọi người cứ comment liên tục giùm em nha. Đúng thử rồi ha. Không. Trời ơi, massage cái này đùi cũng đã nữa. Mọi người cái chốt đưa nha. Chị đi bộ nhiều quá mà cái đùi nó bị sổ cơ. Cái bắp đùi vẫn được. Cái bắp đùi tính ra cái này đem đi du lịch được luôn nha. Thường á là một cái TVC của brand chị coi rất là hay, đó là có cái bạn đó, bạn lái xe là để ở đây rất là ổn. Nếu là lái xe đường dài như đi Phan Thiết, đi Vũng Tàu chẳng hạn rất là đỉnh luôn. Lái xe. Em lái xe đâu vậy? Em đang đi đâu vậy? Đà Lạt chữa lành nha. 8 tiếng lận nữa. Đà Lạt chữa lành nha. Rồi chị run một chút. Chị gãy lái xe hai tay run một xíu. Rồi ok. Nhãn hàng cũng cho một tay. Lái xe phải hai tay. Xích bèo. Rồi xích bèo. Sợ quá. Phê quá. Tự nhiên đang buồn ngủ mà tỉnh luôn. Tưởng là có caffeine không á. Ủa, thay cho là uống cà phê luôn. Cũng nghiện. Trời ơi, cái mà thấy Đà Lạt kìa. Quá đẹp. Nhiều ai xíu. Thấy Đà Lạt luôn chưa? Thấy Đà Lạt kìa. Thấy Đà Lạt luôn. Em tưởng là cánh cửa thời gian. Nổ. Đang mệt mỏi. Một phút cuối cùng là tiền ra được hai hàng chị nha. Tỉnh luôn. Mà tính ra nếu mà đi đường dài như vậy thường mà buông cái người lên là bị mỏi liền, đúng không? Chị có thù với Hành, chị có mua hàng sao chị có mình Philip vậy ta? Chị có thù với Hành là ai vậy ta? Chị có thù với Hành là chị có mua hàng cho sao chị có mình Philip vậy chị? Rồi chốt đơn nha, và ngày hôm nay trong phiên live của chị sẽ có gì cho các anh chị đây? Sẽ có cho anh chị mình là chỉ cần có sản phẩm của nhà Philip, mã số 1 sẽ là máy massage cầm tay. Mã số 2 sẽ là máy massage đeo cho các anh chị mình như thế này nha các anh chị nhá. Thì sẽ có cơ hội nhận thêm cho em một phần quà trị giá nữa giùm em ha. Nên là nhanh chóng các anh chị mình lên đơn liền nha. Bé này nó làm được cái lệnh vòi luôn nè. Rồi chuẩn bị mình tìm anh chị may mắn chốt đơn thành công được. Rồi 12 giờ rồi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu mini game. Ok, chuẩn bị luôn chị ơi. Rồi mọi người ơi. Rồi chuẩn bị em có mini game nha, nên anh chị mình nhanh chóng comment cho em chữ Philip liên tục, thời gian này thời gian vàng nè. Và phải có đơn nè. Chỉ còn 5 giây cuối cùng. Đếm ngược đi. 5 4 3 2 1 bắt đầu. Rồi biết không, ngồi bên đó sẵn tiện lướt là đợi nha, cho focus đã. Rồi ra luôn rồi. Ra luôn mất tiêu rồi. Chị Thu Phương. Chị Thu Phương ơi, comment cho em chữ trúng thưởng nha chị nha. Mà chị có đơn chưa? Chị Thu Phương phải có đơn mới hợp lệ nha. Chị Thu Phương comment trúng thưởng cho chị ơi, anh chị mình nhanh chóng giùm em nha, bởi vì cái máy của bên em chỉ còn là chị Thu Phương đang có trong live hay không? Ủa chị Thu Phương đi rồi. Có trong live không hay là đã rời rồi hay chị là đã rời ơi. Rồi? Không còn biết nữa. Còn trong comment giùm em chữ trúng thưởng, comment giùm em chữ trúng thưởng chị nha.
dơ lại cho chị. Ủa chị Thu Phương nó mất tiêu rồi ta. Chị Thu Phương ơi, phải đếm ngược thôi chị Thu Phương ơi. Đúng rồi. 10 giây đếm ngược nha. 10 giây đếm ngược. Nếu như mà không có chị Thu Phương thì phải chọn khách khác hay sao chị? Đúng rồi, mình phải chọn sân khách khác. Dạ ok luôn. Chị Thu Phương ơi, bây giờ em xin phép được đếm ngược 10 giây nha. Comment giùm em chị trúng thưởng nè. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Hết giờ. Oh, thôi thôi bây giờ đến lượt rồi, Loco Milo lựa tiếp đi, lựa một bạn đi. Rồi, Loco Milo tôi sẽ kéo lên sao? Kéo lên. Chị đi kéo của mình đó, thôi, chị đó. Kéo của mình thôi. Ừ. Đó, đó. Bấm vô avatar. Bấm đại vô avatar cũng được. Không nhìn. Này. Ai vậy? Bạn TT. TT ơi, TT có còn trong đây không? Bạn là gì? Em thấy chị Lucky. Ủa không? Không phải chị Lucky. I am Trucy. Ủa sao bạn Thu Phương bạn comment Philip tiếp vậy? Ủa? Thu Phương không? Hay là Thu Phương khác? Là sao nữa? Ý là Thu Phương cá tim. Gì vậy? À, Thu Phương ơi, Thu Phương còn trong đây mà. Thu Phương đừng comment Philip nữa, comment trúng thưởng. Nhưng mà đếm qua. Ôi ơi, 10 giây đếm 1. Đếm qua Thu Phương rồi, nãy giờ Thu Phương ở đâu vậy? Qua mất rồi. Nhưng mà TT trúng thưởng có mua hàng rồi. TT có comment trúng thưởng luôn. Trời ơi, bà trúng thưởng rồi. Cảm ơn, chúc mừng bà TT. Bà Moa mới cũng comment trúng thưởng nha. Các bạn dễ thương không? Trời ơi, bà đáng yêu quá nè. Chứ. Rồi, bây giờ là có thể là nhắn tin liền cho TikTok Shop của nhãn hàng Philip giùm em nha chị nhá. Rồi, chuẩn bị qua deal chưa ạ? Hay là vẫn giữ deal này bởi vì giá ok quá trời. Ok, đã sắp rẻ chanh luôn trong giỏ hàng nha. Nhưng mà chắc phải qua deal ha. Rồi. Em qua deal nhá. Rồi, em sẽ phép được qua deal với các anh chị nha. Cái máy rồi, qua deal. Em cũng muốn trúng, em có hùng với hành kìa. Rồi, okay, em mua thêm đi, em đang có giá tốt, còn có 719 ngàn thôi. Wow. Mua thêm đi bé. Sản phẩm này là có luôn một khách mời rất là thích sản phẩm này luôn. Và là đã lập kỷ lục chốt game này trong một cái phiên live cũng như video của nhãn hàng. Thì hôm nay rất vui mừng vì được chào đón một vị khách mời rất là bất ngờ, đó là bạn Thảo Hương. Xin chào bạn Thảo Hương. Hôm nay Thảo Hương sẽ giúp mình lên deal những em sản phẩm của Brushy này. Bởi vì những em Brushy này là Thảo Hương là số 1 luôn rồi đó. Đây. Mời Thảo Hương thay Quỳnh Hương cũng được. Đây ạ. Máy cầm tay mấy đầu lúc nãy, máy cầm tay sáu đầu nha. 6 đầu nha Moa Moa ơi. Moa Moa này cũng hay lắm nè, trúng thưởng đồ nè. Lên lau nhà đi chị ơi, lúc nãy lau nhà đã lên rồi. Ở trong nhưng mà trong giỏ hàng vẫn còn giá tốt. Check đây, ngay qua nha. Cho Hương nè. Nhưng mà cái đầu rửa mặt đâu chị? Đây, chị em gửi cái này luôn nha, cái hộp này chị mở ra là có trong đây nè. Đó. Rồi, Brushy lên cho các anh chị mình luôn ha. Hôm nay có bao nhiêu mã Brushy đây? 4 màu luôn chị. 4 màu luôn. Ồ, nay nó có màu mới à? Có màu mới, có màu đặc sắc luôn hả? Ghê vậy? Wow. Có màu mới này đi chị. Ok, mở màu mới này nha. Rồi, em bắt đầu vô. Cái này bình thường mình xài là mấy hôm trước là mình có màu, nhà mình có màu hồng với lại màu đen các bạn ơi. Cái này bình thường mọi người mua thì ví dụ các hãng khác thì chỉ có mỗi mình cái bàn chải điện thôi. Nhưng mà riêng hãng này sẽ có cho các bạn thêm một cái đầu rửa mặt nữa. Thì ví dụ như các bạn mua ở ngoài một cái pad rửa mặt này cũng 300-400 rồi. Nhưng mà mình mua một cái bàn chải điện này hôm nay là trong giá live là mấy? 676.000 mà lại còn được tặng kèm thêm cái này là mình có thể rửa mặt nữa. Cũng rất là trời ơi, cái gì đẹp dữ vậy. Mới đó. Chị ơi, em muốn Brushy cái này. Là rất là chiều lòng các cô gái của chúng ta. Đúng rồi. Thích màu gì là có màu đó. Nhãn hàng ơi, chúng em yêu nhãn hàng. Chúng em rất yêu nhãn trời hàng. Trời ơi, quá trời đẹp luôn mọi người ơi, màu xanh mint cực kỳ xinh luôn. Nào kỳ live trước tụi mình không có kịp lên cái mẫu Blackpink bling bling cũng rất là xinh sáng, nhưng mà không sao, kỳ này lên bù cho cả nhà với rất nhiều màu mới. Mà bình thường á là mọi người mua ở ngoài thì thường nó cũng chỉ cho một đầu thôi, còn khi mà các bạn mua ở bên Brushy nó sẽ tặng kèm hai đầu với cộng thêm cho các bạn một cái đầu rửa mặt nữa, là thành mua một được ba lận đúng không? Đúng rồi, mua một được ba. Cho nên là bây giờ hôm nay có hai màu siêu ngọt luôn này, là màu hồng với lại màu mint hả? Cho nên là cả nhà ơi, nếu mà giá tốt thì mình chốt đơn. Giá tốt thì chốt đơn. Để em xin lỗi cả nhà, góc em, bên này đẹp hơn. Rồi qua đây đi em gái yêu ta. Đúng rồi, đổi thôi. Đúng rồi, tiếp đi. Tư vấn tiếp. Ok. Tên này thì có một đặc điểm là khi mà nó bị dính nước á các bạn thì nó vẫn xài được bình thường á. Đây ha, bây giờ mình đang bật đây ha. Đây là ví dụ như mình đang ngâm trong nước ha mọi người, nó vẫn chạy bình thường nhá. Nó chống thấm nước, đây, thoải mái. Đó. Còn bây giờ độ room ở đây có 4 mức độ. Mua mã 5. Cái đầu tiên này.
mã 5 là cái máy massage cổ vai gáy đó chị. Đầu tiên đây là chế độ làm sạch các mọi người, clean. Chế độ làm sạch. Để em cầm cái này cho chị. Rất nhiều. Thứ hai là white, white đây là làm sáng. Làm sáng nha. Cái polish này là bóng à? Bóng nè. Nắng bóng. Còn cho cái nhạy cảm đó. Nhạy cảm nên là cái tốc độ nó sẽ nhẹ hơn một xíu. Cuối cùng là cũng chăm sóc nứa à? Dạ, nứa với nhạy cảm. Hai cái phần này là nó sẽ kiểu nhẹ nhàng hơn đó mọi người. Mình thường thường mình đánh là mình cũng sẽ chỉ đánh ở cái mức gần cuối hoặc mức cuối thôi. Tại răng mình là trước mình có niềng, nhưng mà sau đấy thì mình bỏ niềng, nhưng mà bây giờ mình cảm giác cái răng mình nó vẫn yếu hơn ấy. Còn bạn nào mà các bạn nam thường thường là ví dụ như em trai mình là hay sử dụng cái mức 1 này, là mức là clean đó, làm sạch. Cái này thì và cái đầu bàn chải ấy thì khi mà mọi người xài tầm 3 tháng mọi người sẽ thay một lần. Chứ mình không nên xài liên tục. Vâng. Tại vì là cái đầu bàn chải này mình xài nhiều mà mình cứ sử dụng liên tiếp nó cũng sẽ không có tác dụng ấy. Đó cho nên là rất là tiện luôn là các bạn cứ mua một này, được hai này. Rồi ví dụ như mà hôm nay có deal là các bạn sẽ được mua thêm kèm cái đầu ngoài không? Cái đầu ngoài hả? Đầu để em xem thử xem. Cái đầu rửa mặt này phải không ạ? Không, hôm nay đầu này à? Em thấy là một cái ly. Đầu này à? Hôm nay có tặng ly. Em thấy có một cái ly nước hiển thị ở trong cái thùng luôn. Đó. Cái pad rửa mặt này nó cũng rất là sạch các mọi người. Nói chung là hôm nay là trong livestream chị Bun thôi, chứ livestream của mình là mình sẵn sàng tẩy trang để mình rửa mặt cho mọi người coi rồi. Tích hợp luôn, tích hợp luôn. Tẩy trang cũng được. Có không? Chị bán đồ tẩy trang không cho em đi ạ? Chị không bán mà chị đòi em tẩy trang là sao chị? Này, không có được nha. Ba màu rất xinh luôn, nam nữ trai gái gì cũng dùng được hết. Đó. Ôi hôm nay ra cái màu min này xinh này em ơi. Vì đáng yêu luôn, ngoài ra cũng có phiên bản này nữa. Cho bé, cho bé. Đó, cho bé luôn, trời ơi, cưng dễ sợ. Khủng long nè. Ừ. Có bô nè. Dạ đó. Ừ. Chắc phải chốt đơn cho hàng nhóc ở nhà quá. Hai màu luôn chị, một xanh màu hồng luôn đó. Của em bé là có thêm bàn chải không? Của em bé chắc gì mình của em bé có thêm đầu bàn chải không ạ? Đầu bàn chải, dạ đây cái hộp của em bé khui luôn, inbox inbox luôn, inbox tại nơi unboxing nha mọi người. Úi trời ơi xinh quá. Cái gì đây, cái gì đây, cái gì đây? Wow, đây đây. Trời ơi, có gì quá. Đầu bàn chải luôn. Là đâu? Là ba một... đầu hay sao? Ba đầu bàn chải. Ba đầu hả? Không, nhưng mà hai loại hai chứ. Cái này của cái cây này nè. Đúng không? Hai đầu bàn chải của em bé luôn. Đúng rồi. Và đi kèm một cái cáp sạc. Đó. Ôi đây, xinh quá. Xinh quá trời luôn này mọi người. Mã 5 chị heo 94 ơi, mã 5 thì hiện tại là mã đó. Đang chưa có quà đi kèm nha chị nha, nhưng mà chị thấy giá từ 1 triệu 8 giảm chỉ còn 1 triệu rưỡi nè. 1 triệu 520 nghìn thôi, chị chốt đơn giùm em nha chị heo 94 nghe. Rồi cho nên là lên đơn giùm em nha các anh chị nhé. Có cái mã này là 586k cho một hộp. Bình thường chị bán một hộp như vậy chị bán giá bao nhiêu? Một cái hộp cho người lớn nè, một cái hộp này nè là bao nhiêu? Chị nhớ giá không? Giá mà không có ấy á. Đúng rồi, không voucher luôn giùm em nhé. Em đang không thấy voucher, giá 586k. 586k là rẻ lắm rồi. Rẻ đúng rồi. 600 mấy là kịch lắm rồi. Kịch lắm. Đó. Vâng, kịch lắm rồi. Thấy là... giá tốt nên đúng là rồi. Mình phải chốt đơn. Rất có là kịch hộp, rồi. Cái hộp đó, này, đây cái này rất là xinh nha. Nè. Đó. Ôi không không được, hãng như này là không được. Đợt mình mua tại sao không có hộp? Không được với em, không được với em. Không thể nào được hãng ơi. Lúc em mua em đâu có hộp đâu. Hộp này thì mình rất là thích mọi người, nên là đợt trước mình phải đợt trước thì có cái hộp bé hơn xíu nhưng mà nó không được đẹp như thế này. Mà hộp này nó sẽ được nhiều hơn, với lại là chắc chắn hiện tại là đã tích hợp được thêm cả bỏ đầu. Nói chung là càng ngày mình thấy hãng càng cải tiến rất là nhiều luôn. Bởi vì đợt trước là mình chỉ được một cái hộp bình thường, một cái đầu dài với lại một cái đầu nhỏ thôi. Chứ còn hiện tại là hãng cho chải. Thêm hai đầu bàn chải rất là to. Đó, xong rồi còn thêm một cái bát rửa mặt nữa. Đó. Ví dụ như những bạn nào mà là học sinh sinh viên thì các bạn chưa có tiền để các bạn mua những cái máy rửa mặt nó gọi là đúng rồi, riêng lẻ với lại là nó mắc tiền đấy, thì mình có thể xài tích hợp luôn, cũng rất là ok. Tích hợp mã 4 giùm em nha. Rồi chốt đơn có quà nhỉ. Có quà không? Đây có quà là gì? Mua 1 nhận 1, mua 2 nhận 2 quà luôn. Quà dữ. Quà là hình y chang cái hình trên cái cốc. Cái cốc đúng rồi. Nhận cái cốc. Đó, một cái cốc rất là dễ hôn luôn, cái cốc hút nội trời 10 điểm luôn. Hỏi là đánh có sạch không? Dạ, nếu mà mình muốn đánh sạch thì chọn cho em cái chế độ là clean, chế độ đầu tiên luôn, bật lên là máy tự động chạy. Cái này nó rất là mạnh nha mọi người, cái chế độ đầu tiên là chế độ clean nó rất là mạnh nha. Test luôn chị. Này. Có bạn Thư hỏi là cái này có làm tổn hại da không cô ơi? Cái nào cái bát rửa mặt này á?
nó phải làm giúp làm sạch sâu hơn chứ sao tổn hại da. Trời đất ơi mọi người ơi, Nguyên Nguyên một cái live stream trong vòng 1 năm trước của mình hay nhận live stream mà bây giờ kiểu như là sức khỏe mình không có ổn lắm cho nên là hiện tại mình không nhận like, chứ còn đứa trước là mình like là ngày nào mình chẳng like, ngày nào mình chẳng trà bằng cái này. Mình đi du lịch mình cũng mang cái này mình trà chứ cái máy nhiều khi nó cồng kềnh. Ừ. Còn cái này mang đâu? Theo là tiện, mang bằng chải, mang theo một cái đầu nữa là đã rửa mặt được luôn. Ừ. Đó. Dạ, cho nên là lên đơn okay. Nhé. Nói chung là cả nhà ba mẹ con cái gì đều có cái màu thích hợp để sử dụng hết. Đây cho hay. Ngày xưa là ngày xưa đây là cái gì? À bạn nữ, bạn nam, couple đồ đó. Giờ là có gì gia đình, family đồ đó. Độc thân cũng mua được mà đã có người yêu, đã có gia đình cũng mua được luôn. Một mình thích mấy màu mua cũng được luôn. Mua tặng cha tặng mẹ, anh chị em, cô bác, chú gì họ hàng đều được hết. Trời ơi chị dễ quá trời. Này cái màu hồng với màu xanh của em bé nè. Của bé đó, rất cưng nha. Của bé là cái mẫu này là bao nhiêu? Dạ em đang thấy giá là 280k đó chị. 280k mà lại được tặng thêm một đầu vàng chải. Một đầu vàng chải nữa. Và cáp sạc luôn giùm em luôn. Và quan trọng là em thấy ở đây cái đầu vàng chải rất là mềm luôn, không có sợ làm đau cái nướu của em bé. Đó. Anh chị và các mẹ lưu ý nha, 3 phút nữa là nhà mình qua deal đó. Qua deal nha các anh chị nha, cho nên ở nhà mà ai mà mình bị bữa mình mua 3,5 vậy là mình mua cao hơn của bên cái hôm phiên live hôm nay rồi phải không chị Thương? Bữa em mua có 3,50 mua hàng pha kè rồi bà ơi. À quên, cái con nít em bé, hả? Em bé. Từ người lớn mà 3,50 là pha kè nha. Người lớn mà 3,50 là pha cô kè. Cô nghe sao cô nói vậy? Đúng rồi, 3,50 mà người lớn là pha kè. Còn nếu như mà 3,50 mà của em bé thì hôm nay chốt đơn đi nha. Ồ, giá hơi bị ok luôn á. Người lớn dùng người lớn giùm em đi. Người lớn cái hàng của mình nó chắc hơn, nó sẽ có nhiều cái vấn đề hơn thì dùng cho em là cái mã số 01 ha. Bình nhiều chế độ hơn. Nhiều chế độ hơn giùm em luôn. Đó, dành cho người lớn phù hợp hơn, còn bé thì mình dùng cái bé cái đầu bàn chải nó cũng sẽ khác mà mọi người, nên là người lớn thì mình cứ dùng của người lớn đi. Một số bạn nói là xài của em bé thì không có sợ bị hư nướu. Em thì em mua hàng thiệt. Khoan, hàng thiệt là hàng em bé hay hàng người lớn á? Ý là chưa hình dung ra được các thư mẩm mỹ tây ơi. Thư mẩm mỹ tây ơi. Rồi các bạn có bạn hỏi là cái bàn chải có làm ảnh hưởng tới nướng không? Không, rất ok nha. Nếu như mình nướng của mình nó hơi nhạy cảm thì sẽ có một cái chế độ bàn chải cuối cùng đó mọi người. Chế độ số 4 là dành cho răng nhạy cảm nè, cho nướng nhạy cảm nè. Đây. Chế độ số 4 sẽ là nướng và để mà mình này mình xài hoài lắm ha. Nhưng mà mọi người vẫn lưu ý là phải định kỳ nha. Răng hàm mặt là phải lưu ý là định bao nhiêu kỳ. Bao nhiêu định kỳ comment giùm em được không? 6 tháng 1 lần. 6 tháng thì thay cạo môi răng. Là 3 tháng là thay đầu bàn chải. Nếu không là nó sẽ bị tích tụ vi khuẩn vô. Đó, và nó bị tòe ra nữa, đôi khi sẽ gây tổn thương nướu của mình nữa. Đúng. Đó. Rồi gặp đơn lại mình mua giùm em nha. Ở nhà mình cái ba bé con cái.